Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để xử lý được cái lỗi của con Oppo F1S vào YouTube bị lỗi sự cố như này các bạn nhé. Và Facebook, Zalo các thứ ấy, thì nó cũng bị lỗi. Khi chúng ta vào Messenger ấy, nó vào được một lúc xong rồi nó tự đẩy ra các bạn nhé. Cái lỗi này thì nó sẽ do là cái máy của chúng ta nó không cập nhật lên phiên bản mới. Đó. Con Oppo F1S hiện tại bây giờ nó là ở cái hệ điều hành là Android 5.1 các bạn nhé. Đây nhé. 5.1 này. Và chúng ta sẽ không thể cập nhật được lên bằng điện thoại. Đó, bình thường chúng ta sẽ vào cập nhật hệ thống này. Thì chúng ta sẽ cập nhật được lên phiên bản mới nhất. Để chúng ta có thể tải được những cái ứng dụng mới cập nhật, bản cập nhật mới. Nhưng mà con này thì nó sẽ không cho chúng ta cập nhật nữa. Bởi vì đây này các bạn nhìn này. Phiên bản hiện tại đang là phiên bản mới nhất này. Đó. Nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể cập nhật được lên Android 6.0 và các bạn có thể dùng YouTube này, Set Play này, Messenger và Zalo bình thường nha các bạn nhé. Hiện tại thì con này bây giờ không tải được những cái phần mềm đấy và tải về không dùng được. YouTube cũng thế này các bạn, vào báo sự cố này. Ok, và bây giờ sẽ là cái file mình sẽ chỉ cho các bạn tải cái file ở trên Google về và các bạn chạy phần mềm con này lên phiên bản 6.0 bằng file copy vào thẻ nhớ và chạy trực tiếp trên máy các bạn nhé, không cần phải qua app, không cần phải qua phần mềm gì cả, chạy rất là dễ, các bạn người dùng cũng có thể chạy được. Đó. Cái máy F1S này thì nó sản xuất rất là lâu năm rồi, cho nên là chúng ta bị hạn chế rất nhiều. Nhiều bạn không biết thì bỏ máy luôn, không dùng được gì mà bỏ máy luôn. Thì mình thấy rất là lãng phí, bởi vì nhiều khách mang ra mình bảo nó bỏ cả năm nay rồi không dùng được rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video là mình chia sẻ với các bạn để các bạn có thể tiếp tục sử dụng được cái máy này của mình nhé. Nếu như các bạn mua máy mới thì chúng ta có thể cho con hoặc cháu chúng ta dùng để học bài cũng rất là ok. Và bây giờ các bạn mời các bạn theo dõi tiếp video của mình sẽ chỉ các bạn cách tải file nhé. Ok nha các bạn nhé, tải file con này rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần vào Google gõ cho mình cái từ là tải file nhé. Tải này, file OTA, OTA này, F1S, Enter là nó sẽ ra cái đường link để chúng ta truy cập vào. Đây các bạn nhé, ROM của trang Vietphone này rất là uy tín này. Các bạn truy cập vào, đấy này, nó ghi là ROM F1S 6.0 này. Mình đã tải và sử dụng rất là ok rồi. Các bạn bấm vào cái đường link này nhé. Đó, bấm vào đường link này thì nó sẽ ra cái file của chúng ta muốn tải về này các bạn này. Và các bạn bấm một cái chữ tải xuống màu xanh này nhé. Ok, các bạn lưu vào đâu, bấm lưu thì các bạn tí nhớ để chúng ta copy ra thẻ nhớ. Ok, sau khi cái file này nó đã tải xong thì các bạn copy cái file vào thẻ nhớ giúp mình nhé. Rồi, sau khi chúng ta đã tải xong file và copy file vào thẻ nhớ các bạn nhé, thì các bạn lắp thẻ nhớ vào điện thoại giúp mình. Lắp thẻ nhớ và chúng ta bấm tắt nguồn đi trước nhé, bởi vì là cái máy này nếu chúng ta không tắt nguồn đi trước thì chúng ta lắp thẻ nhớ phát nó sẽ tự khởi động lại này, phải đợi rất là mất thời gian. Ok, tắt nguồn đi này, sau đó các bạn lắp thẻ nhớ vào. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hai cái phím nhé các bạn nhé, phím nguồn và phím giảm âm lượng. Các bạn bấm giữ cho mình hai cái phím này, bấm giữ nhé. Khi nào máy nó lên logo và hiển thị cái chữ Recovery Mode ở góc này thì chúng ta nhả phím nguồn ra và vẫn giữ phím giảm âm lượng cho tới khi màn hình của máy vào được cái chế độ Recovery nhé các bạn nhé. Ok, như thế này là ổn rồi. Các bạn bấm vào cái chữ Index này. Đó. Và các bạn bấm vào cái dòng đầu tiên, Intel From này. Ok, đó. Và đến cái mục này thì các bạn bấm vào From SD Card nhé. Có nghĩa là file ở trong thẻ đấy. Đó, các bạn bấm vào đây. Thì các bạn chọn tiếp cho mình cái file này. Và các bạn bấm OK. Đó. Vậy là cái quá trình máy của chúng ta đang nâng cấp lên phần mềm lên Android 6.0 các bạn nhé. Và bây giờ các bạn chỉ cần đợi nó load xong cái file này và khởi động máy lên là các bước của chúng ta đã hoàn thiện và cái máy của chúng ta lại sử dụng bình thường. Ok nha các bạn nhé. Và máy hiện như thế này thì có nghĩa là chúng ta đã update thành công phiên bản Android 6.0 cho con Oppo F1S này nhé.
Và bây giờ các bạn bấm cho mình cái chữ reboot này là để khởi động máy nha các bạn nhé. Ok, máy đã lên nha các bạn nhé. Và bây giờ chỉ còn vài bước kích hoạt nữa là chúng ta có thể sử dụng được máy rồi. Các bạn chọn vùng và ngôn ngữ nhé. Ok, chọn Việt Nam. Chúng ta chưa chọn ngôn ngữ tiếng Việt. Chiếc F1S này cách đây gần chục năm thì cũng có giá khá là cao các bạn nhé. Con này có dạo mới ra không nhầm thì là có hai bản nữa bạn ạ. Một bản là RAM 4GB bộ nhớ 64, còn một bản là 6 triệu mấy các bạn. Còn một bản là RAM 3 bộ nhớ 32 là 5.990.000 thì phải các bạn ạ. Cũng khá là chát đấy. Và bây giờ nếu như các bạn không biết, các bạn đã bỏ nó thành cục gạch thì rất là lãng phí. Và làm thành công rồi. Ở đây nó đang báo là đã đặt lại thiết bị và nhập tài khoản Google để xác minh nha các bạn này. Cái bước này thì cái máy này bây giờ thì nó quá đơn giản để xử lý rồi. Chúng ta không cần phải phá tài khoản nữa. Mà các bạn chỉ cần quay lại cái mục ban đầu nhé. Và các bạn vào cho mình cái mục gọi khẩn cấp này này. Bạn bấm vào. Sau đó các bạn bấm cho mình cái lệnh là sao thăng 813 thăng và bấm nút gọi thì nó sẽ vào màn hình chính luôn. Đó. Ok. Bây giờ chúng ta vào cái này ngôn ngữ cho nó dễ dùng là được rồi. Ok. Vậy là xong rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vào YouTube này, sẽ YouTube thì bây giờ vào chắc là nó sẽ bắt mình cập nhật. Đó các bạn nhìn thấy không? Nó báo mình là cài đặt ngay để có phiên bản mới này. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải vào set play. Set play chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản Google thì chúng ta sẽ sử dụng được nha các bạn nhé. Các bạn bấm tạo tài khoản này. Các bạn có thể nhập tên của mình hoặc là mượn được, mình cứ nhập bừa như các bạn nhé, vẫn ra thôi. Nào các bạn cứ nhập cái tên tài khoản người ta gợi ý cho mình sẵn này các bạn nhanh. Mật khẩu thì chúng ta cũng tùy thích. Ok, vậy là tài khoản chúng ta đã được lập thành công. Xong rồi các bạn nhé. Đến cái bước này các bạn này, có nhiều con ấy thì nó vào phát nó sử dụng được luôn set play các bạn nhé. Nhưng có nhiều con sẽ báo lỗi máy chủ này là do cái Google Play nó chưa được cập nhật kịp đấy các bạn nhé. Thì chúng ta phải đợi khoảng tầm tùy tốc độ mạng nhé. Những con này cập nhật khá chậm bởi vì là nó là cái máy đời cổ rồi. Thì các bạn đợi khoảng tầm có con thì 15 20 phút, có con thì 30 phút đến 1 tiếng các bạn nhé. Các bạn cứ bật mạng lên và kệ nó thôi, cứ để tầm 1 tiếng sau các bạn mới quay lại xem nó thì nó sẽ tự cập nhật được cái set play và nó sẽ tự được các bạn nhé. Đó, các bạn cứ đợi cho mình khoảng tầm chắc thì tầm khoảng 1 tiếng quay đầu thôi, nhưng nó máu này không phải là lỗi bởi vì nó chưa cập nhật xong cái set play thì nó chưa vào được nhé các bạn nhé. Ok. Ok nha các bạn nhé. Sau khoảng thời gian là 1 tiếng thì mình đã quay trở lại và mở con máy lên cho các bạn xem thử nhé. Các bạn vào set play này. Đó, dịch vụ của Google Play nó đã cập nhật xong và nó đã cho chúng ta truy cập bình thường để vào tải ứng dụng nhé. Các bạn tìm YouTube này. YouTube đây. Các bạn bấm cập nhật lên là dùng bình thường. Còn Facebook, mấy Messenger, mấy Zalo chúng ta tải về cũng chỉ dùng bình thường mà nó không báo bị lỗi hoặc là không bị cái tình trạng là vào xong nó lại tự đẩy ra các bạn nhé. Chúng ta dùng cũng khá là ổn định nhờ cái phiên bản này rồi. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy cho mình một like, một đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.